luôn. Đó, rất là nhiều hoa luôn. Mình định lại quay giúp đỡ cô các bạn, nhưng mà cô chị không cho, không cho lại gần. Chị không cho lại gần. Dạ. Không. Dạ. Đủ rồi, đủ xây luôn. Đó, đây là bạch tuộc các bạn. Bạch tuộc khổng lồ nha. Quá đẹp các bạn. Đây là đặc sản đó nè. Đặc sản gì ta? Em cua lê hả? Gỏi đâu đủ. Gỏi đâu đủ. Đó là cua đây bạn. Cua yên thao to luôn. Cua đồng nha các bạn. Đó, về cho các bạn trên chầu nha. Đó. Cái hồng hồng mà gì là dâu hả con? Dạ. Dạ. Đó bạn. Khá khéo luôn nè, gói cái miếng chầu khá là khéo. Đây là con nhộng hả con? Dạ, đây là con nhộng. Nhộng này mình làm nha ha. Sao? Dạ, đây là wow. Okay. Nấm cô Tư. Đúng không ạ? Đây là nấm của cô Tư. Nấm của cô Tư bán. Mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Trên màn hình của mọi người đây là cái hướng đi từ Châu Đốc, mình đi vô Chi Tôn nha. Đó, thì đi hướng này mình đi vô là mình sẽ gặp được chợ Chi Tôn nha các bạn. Đó, chợ Chi Tôn thì nằm ở hướng này. Hôm nay mình sẽ đi quay cho tất cả mọi người cùng xem hoàn cảnh của chợ Chi Tôn những ngày cuối năm nha. Mới vô đây là mình gặp chỗ bán lò nè các bạn. Cái lò của chú bên đây nhập về bán. Lò kho cá. Chợ này hoạt động đông nhất là khoảng 8 giờ đến 9 giờ nha các bạn. Đó, đây có bán lò nè, để mình quay lò cho các bạn xem nha. Đó các bạn. Đó, lò này là cái khuôn bánh khọt, nóng bánh khọt nha. Này là cái nồi đất kho cá. Chào chú. Sáng giờ bán lò được không chú? Dạ. Lò này chú mua của người khác lại hả? Đúng rồi. Ở đâu làm chú? Ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang nè. Dạ, cho con quay xíu nha. Rồi. Lò này là lò nấu thuốc hả chú? Cái đó là lò nấu nước. Nấu nước, nấu thuốc. Đó. Ủa cái miếng này để làm gì chú? Đâu, cái đó là cái chỉ để thay vô cái lò than á. Dạ. Cái chỉ lò mình bể mình thay vô. Dạ dạ dạ, cái chỉ lò mình bể thay vô ha. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nha. Đó các bạn, cái lò nè. Nhỏ gọn đó. Đó. Đập dung. Rồi này là lò đất nung hả chú? Dạ. Đó các bạn. Bây giờ chúng ta có cái lò này mùa nước á, kho cá linh, cá tiểu, cá lồng tông ăn ngon lắm. Mà khi mình kho bằng cái nồi inox hoặc là nhôm đó, nó không có ngon bằng chúng ta kho bằng nồi đất. Đó, đây là phía bên tay phải của chợ các bạn. Tay trái của chợ chứ. Con mít Thái nè, 12.000 một ký. Các bạn có bóng bông nữa nè. Đó. Đi quay chợ gặp cái nào bóng bông là nhìn thấy có mùa xuân liền. Giờ này là giờ hoạt động đông nhất của chợ Chi Tôn luôn nha các bạn. Đó. Quay cái là quay cái gì? Dạ, con quay YouTube. YouTube hả? Dạ. Dạ. Đó em thấy nha cô. Mới đây nè cô. Ở đây nè. Dạ dạ dạ. Dạ. Cái này là chợ đông nhất hả cô? Dạ. Đó, bên đây là tiệm bán bánh tạp hóa các bạn. Khoai lang. Đó, cô bán khoai lang khoai mì. Ở đây thì có cái bảng khuyến cáo 5K các bạn. Đó. Thì đầu chợ nào thì cũng có cái bảng này hết nha các bạn, để an toàn sức khỏe cho mọi người.
Đó, bên đây thì cũng có bán hoa nè, bán hoa, bán bánh mì. Đó. Hoa gần cuối năm rồi bạn, nên mình thấy nhiều chợ có bán hoa rất là nhiều. Để đây là nướng à, nướng hay không? Hay nướng đó đó hả? Dạ. Lấy 35 ngàn chú. Ờ, vô chi tôm thì mình hay gặp đặc sản chi tôm các bạn, là trái thốt nốt. Dạ, con quay YouTube. YouTube à? Dạ. Tên gì? Dạ, con tên Vũ. Kênh của con là đây đó An Giang. Đó An Giang phải không? Dạ, đây đó An Giang. Đây đó An Giang phải không? Con dạ. Thấy hồi gì? Không có coi. Dạ. Thì bữa nay mình lại qua YouTube với mày phải không? Dạ. Dạ. Đây nè. Dạ. Rồi mày tắt đi để tôi nói riêng cho mày. À, mình mới gặp ông chú mới tâm sự nãy giờ nên mình còn ngắt video với các bạn. Đó, nãy mình nói tới đến chi tôm thì chúng ta gặp rất là nhiều cái đặc sản của thốt nốt các bạn. Người là đường này là đường đường hủ nè. Đó, hay gọi là đường chảy. Cô ở đây người ta gọi đường này là gì con? Đường thốt nốt mà. Cho con người ta kêu là đường hủ. Dạ. Đó, đây là đường sắt nha các bạn, đường sắt. Đó. Cái hàng của cô tên gì ta? Không có tên, bắn tên hết không? Dạ. Dạ dạ. Rồi, chú cô bán đắt nghe cô. Dạ. Bên đây là cái khu vực giữ xe nha các bạn. Giữ xe mình để vô đây. Đến đây mình giữ xe. Đó, này bán thịt bán cá. Các bạn đây hải sản rất là nhiều luôn nè. Cô. Đó, con ốc nè các bạn. Ốc bự tờ bố luôn. Ốc này gọi là ốc bằng hay không? Ờ. Dạ. Ốc này là ốc bằng các bạn. Ốc sen người ta nuôi hả? Không biết nó nuôi không mà. Dạ, mua ở Đồng Nguyên. Dạ. Cái đó là ốc bu. Nó bu. Đủ loại, đủ xay luôn. Đó. Ốc bự gì ký nhiêu hả cô? Ốc này hả? Dạ. 60 ngàn hả? Ở vô con có 80 ngàn không? Dạ. Con ở trên Đồng Phú á. Ở đây là càng ghẹ cũng rồi các bạn. Con này là con sò gì cô? Sò gì? Sò tẹp hả? Tẹp nha. Con này con tẹp các bạn. Rồi con cô nha, chú cô bán đắt. Cho em quay xíu nha cô. Đó, đây có cô bán cua nè. Đó, có một con rất là đặc biệt nè bạn, rất là lạ nè. Đây là con nhộng phải không? Nhộng. Dạ, đây là con nhộng. Nhộng này mình làm ăn ha. Từ sao? Dạ, con này làm xào các bạn. Nhộng này là từ con ong cái gì ta? Từ con đó. Dạ, dạ. Tầm nó quay tầm nó là cái con. Con tầm ha, từ tầm. Dạ dạ. Nó bạn. Ở đây người ta thường hay bán này hả cô? Dạ. Đó, quay cho bạn coi nha. Con nhộng tầm. Đó. Rồi, cho chú bán đắt nha cô. Ừ. Dạ. Đủ là cá luôn. Cái bên kia thì cũng có bán như bên đây, rau củ quả với lại hải sản. Dạ. Đó, bên đây là cửa hàng Văn Khô. Đó. Con chào chú. Cho con quay khô xíu nha chú. Đó. Đây là cô cá bổ nha bạn. Cá bổ. Còn cái này cái gì là lạ chú? Cá sủ hả? Cá hường. Cá hường. Cá sủ đó. Cá sủ này kia. Cá hường. Cá này cái hường nhỏ hơn lớn ha. Cái hường đỏ chỉ vàng. Còn dạ. Hường hường trắng. Dạ. Cá hường là nước ngọt hay nước mặn hả chú? Nước mặn không ạ. Nước mặn không ạ? Dạ. Các bạn, cá hường nè. Rất là ngon luôn. Rồi các bạn đi vào đây các bạn nhớ kéo ủng hộ khô chú nha. Rất là nhiều khô. Khô cá hường này ký nhiêu để con nói cho bà con biết chú? Cá bự thì 140. Dạ. Vừa vừa thì 130. Vừa 130. Rồi có thì 120. Dạ dạ dạ. Đủ giá. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Chú cô chúc chú bán đắt. Đó. Cái ở đây cái nhà làm chợ rất là dài luôn các bạn. Nhưng mà mình thấy đa số như là bán ở ngoài đường là nhiều. Đường này là đường mình đi vô nhà làm chợ nha. Còn đường này là
đường chúng ta ở ngoài đường lộ luôn. Thấy ngoài đường lộ thì đa số đông hơn phía trong. Đây là phía trong này mà. Thì xíu nữa mình sẽ đi vô phía trong mình quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi ngoài đường trước nha. Ở đây nãy giờ mình thấy bán tôm rất là nhiều nha các bạn. Dạ dạ. À, ở đây bán dừa hải sản nè. Dừa sản quá trời nhiều luôn. Đó. Đây là bạch tuộc nha các bạn. Tuộc. Dạ. Dạ quay YouTube. Dạ, cho con quay xíu nha cô. Đó, đây là dừa hải sản. Dừa sản này tên gì cô? Dừa sản này tên gì? Dừa sản này tên gì để nói cho bà con ta biết. Không có tên, thấy không có tên. Dạ. Bảo Trinh. Dạ, đầu chợ bạn. Đầu chợ thì có cô bán hải sản Bảo Trinh nha. Đó, cô bán mực rất là nhiều luôn nè. Các bạn không ạ? To đùng luôn bạn. Đó. Mực này gọi là mực gì hết cô? Dạ, ngang này ký nhiêu? Ký 200 nha các bạn. Đó, quay một lát là bán hết sao luôn. Đó, đây là bạch tuộc các bạn. Bạch tuộc khổng lồ nha. Ở trong núi mà sao bán hải sản nhiều quá ta? Ở trong núi mà bán hải sản nhiều ha. Gần biển mà. Gần biển. Dạ đúng rồi, gần biển. Gần biển Kiên Giang. Đó. Con bên. Dạ, để bên Kiên Giang một tiếng mấy là tới. Các bạn, ở đây thì gần biển nên bà con bán hải sản rất nhiều. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt nha cô. Rồi. Phía bên đây thì bán rau củ quả nè. Đi vòng qua phía này luôn. Rồi mình sẽ đi vô nhà làm chợ để quay cho các bạn xem nha. Rồi, tại là giờ cao điểm các bạn. Nên rất là đông. Đó, bên đây thì bán cá thôi. Đây là sạp bán rau. Hấp điện thoại 30k. Dạ, không chờ chú. Đó, đây là shop bán ốp lưng. Đây có cô bán cá biển nữa các bạn. Rồi, đây là shop bán rau. Bí gì con? Bí gì con? Không, em tính đỡ gì vậy? Dạ, em tính giúp đỡ chị. Dạ. Mình định lại quay giúp đỡ cô các bạn. Nhưng mà cô chị không cho lại gần. Chị không cho lại gần. Dạ. Dạ, con tính lại quay con giúp đỡ này kia mà cô không cho. Dạ. Cô, ở nhà làm chợ tới ít bán hay là ở đang bán ngoài đường nhiều cô? Nhà làm chợ ở chỗ người ta bán đầy chứ. Dạ, bán đầy chứ hả? Dạ, nhưng mà thường người ta đi chợ đông nhất là ở ngoài hay là ở trong cô? Ở trong á. Ở trong á. Dạ dạ. Dạ, để. Ngoài này là được xe mà tại vì có bao nhiêu người đâu à. Nó tại đi ngoài này còn chổng đông. Dạ dạ. Chứ không vậy chổng Tết á dạ. Bị có nhiều lắm á. Có ca hả? Ca nhiều lắm. Tết dạ. Một lần năm có ca luôn. Dạ, ở trong chợ luôn ha. Ở đường này nè.
Dạ, cái đường đi vô luôn ha. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi, cảm ơn con nghe không? Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi, mời các bạn đi vô chợ nha các bạn. À, nãy cô nói là trong chợ này thì đông hơn ngoài, nhưng mà mình thấy trong đây trời quá. Nhiều cô. Nhiều cô. Đó, đây là cái sạp bán dừa các bạn, sạp nạo dừa. Đó, có dừa nạo sẵn luôn. Giờ này mình thấy trong đây là bà con đi chợ nhiều nha. Mình tưởng đâu là ở ngoài đông hơn phía trong chứ. Tại phía trong nãy cô nói là hôm test là có mấy người dương tính luôn nha bạn. Hôm đây mình được có thể chạy xe vô bình thường. Này nấm gơm hả chị? Này nấm gơm nha các bạn. Gơm to lắm. Đó. Đây là luộc bán muối. Ý phải phải, đây là phanh tầm bánh bánh hỏi này thì sao tưởng là muối không à? Nó đi sao tưởng là bán muối. Nè các bạn. Cái này vô bịch vậy cho vệ sinh. Dạ, vậy vệ sinh ha. Ai mua nửa ký có nửa ký ha. Có. Đó. Bún bánh tầm ký nhiêu hả chị? À, mình bỏ mối thì chín rồi, nó rẻ rồi. Dạ. Bún quá chuyên nghiệp ta, có là cái bọc là có tên thương hiệu luôn nha các bạn. Đó, bún này, bún gì? Bún hấp thì dùng. Đó bạn, có số điện thoại luôn nè. Các bạn có điện mua hàng thì chị ship lại luôn bình thường phải không? Đó. Ở đâu là sao không chị? Ở lò 13 cầu 3 ha. Dạ. Các bạn bánh tầm. Đó, cộng bự hơn. Bên này cũng có nè các bạn. Đây khác lò nha. Khác lò bên kia. Rồi, mời các bạn cùng đi tiếp nha. Ở phía bên hông chợ thì có thể bên đây chợ các bạn, bên hông chợ bên đây thì đông hơn bên kia nha. Bên kia thì mình thấy hơi vắng hơn xíu. Đó. Wow, đây mình thấy có bán khô vậy nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn nè. Đó, khô này là khô tôm khô hay không? Mực sấy hả? Dạ. Thấy màu hồng tưởng lâu là tôm. Đó bạn, cô bán mực sấy. Ở đây là khu mực nha các bạn. À, ở đây gần biển nên hải sản cũng rất là nhiều nha. À, đây còn bán hành đây. Ở phía bên trong thì bán thịt nha các bạn. Ở đây bên ngoài thì bán rau củ quả. Bên này có cô bán rau nè, bán rất nhiều loại khoai luôn. Đây là bí gợn các bạn, đây là măng. Măng này là măng chay gì hả cô? Măng bình tông. Dạ? Bình tông hả? Này măng gì? Măng le. Dạ dạ. Các bạn, măng này nó màu vàng nha. Đó, bán rau rồi. Đi bán rất nhiều loại khoai. Thái Lan rồi khoai cao, nó phải ngọt luôn. Đủ là loại nấu canh. Chú. Gạo này 40 chú mà, chưa gọt 30.
ở bên đây là đông hơn bên kia hả chị? Đông hơn. Dạ. Còn gần đây có test cộng đồng ngay luôn hả? Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Đó, bên đây thì bán rất là nhiều loại rau luôn nha các bạn. Đây thì mọi người đi chợ đông, rất là đông luôn các bạn. Ở trên nhìn xuống thì mình không thấy mọi người nha. Mọi người đi chợ nha, tại vì ở trên đó, nó có dù nó che lại hết trơn rồi. Đây có bán màng nữa các bạn. Giải này làm về làm gì hả anh? Che đậy ha. Chứ phải một áo à? Cũng có nhé, mang quần áo được. Dạ. Nhưng mà dùng để màng, dùng làm màng là nhiều phải không? Cái nào màng, màng cái nào kia, kia là quần cái áo có. Dạ dạ. Rồi cái màng dạ. Đó các bạn. Này là dùng để làm màng các bạn, quần áo vẫn được bình thường. Không phát. Miếng gì nhiêu hả anh? Miếng có 15 ngàn các bạn. Miếng 15 ngàn. Rồi. Mời các bạn cùng mình đi tiếp vào bên trong chợ nha. Chợ này rất là dài luôn á. Bán dao. Này tấm thớt. Đó, thớt này bạn. Đó, đây là cái ghế ngồi. Ghế ngồi. Ghế ngồi. Dạ. Này có gì bán hả chị? Của chị bán dạ. Ủa cái này máy này là cái bằng nào dừa? Dạ. Rồi xin lỗi chị. Dạ dạ. Nè bằng nào dừa mà. Ngồi lên đây, dằn lại rồi mình nạo trên đây. Đó, bằng nào dừa nha. Có lụm lưng chị kìa. Cây nhiêu vậy vậy? Chị lấy cái khăn ha. Cây dao 25 ngàn. Cũng bằng cái này đây hả? Dạ dạ. Cái đó là dao inox hả chị? Dạ inox là cái trắng đó. Trắng là cái inox, còn đây là dao sắt. Rồi. Mình đứng ở đây và còn đi khó khăn thôi. Mình phải đi tiếp thôi. Mình đi lượm lại cái đồ giá điện thoại cho cô chị cái đó. Còn chạy xe ở đây á, thì mình đi bộ thì sẽ khó khăn hơn. Không ai có chỗ gửi xe. Nhưng mà thấy mình thấy đa số thì mọi người chạy xe ở đây các bạn. Đó, ở đây có cô bán rất là nhiều hàng đặc biệt nè. Được không? Cái này là cái gì cô? Măng khô. Măng khô hả? Dạ. Còn này là me khô. Dạ. Dạ lấy con bọc me này cô. Để con ủng hộ cô nãy giờ thấy cô ngoài buồn quá. Để con quay xíu nha cô. Cái này là xả hả cô? Xả nghệ. Xả nghệ, xả nghệ, xả phan nghệ ha. Dạ. Dạ. Cái chút. Cái này là gừng hay sao cô? Gừng hả? Ngải bún. Ngải bún. Nấu bún cá đó. Nấu bún cá hả? Dạ. Nấu cá là có màu vàng phải không? Bún nước lèo. Dạ dạ. Bún nước lèo. Dạ dạ. Có cái chút, cái cần xài, cái phấn. Dạ, chút. Đó. Đó. Được cái bao lắm. Tép bằng tay ngon. Được cái bao lắm. Tép di động đây. Được cái bao lắm. Tép di động. Tép bằng tay ngon. Được cái bao lắm. Tép bằng tay ngon. Đây là khế đây. Khế này là khế núi hả cô? Dạ. Đó. Lâu lắm rồi mới gặp chơi khế nha các bạn. Dạ dạ. Đây là me.
lâu lắm rồi mình gặp được trái khế. Và ngày này bà con đi chợ đông quá đông à. Còn mai con nhiêu tiền hả cô? Đó, 20 ngàn. Dạ. Ngon có tiền cô. Dạ. Rồi, con đi nghe cô. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Rồi, mình đi vô tiếp tục nha cô. Đó. Đọc lan nè. Rồi cải nè. Để mình mua tiếp cô một bó độc lan nha các bạn. Cô lấy con bó độc lan đi cô. Độc lan này là cô trồng hả? Dạ. Dạ. Bó này nhiêu cô? 5 ngàn. Có 5 ngàn hả? Dạ. Dạ. 2 tiếng chứ. 2 tiếng. Cái này là cô hái hả cô? Trồng lên không hả? Dạ. Lấy con bó cải nữa đi. Dạ. Cô là ở Chi Tô này luôn hả? Cô ở ở xã Châu Lăng. Chi Lăng hả? Dạ, Châu Lăng. Dạ. Châu Lăng là người đồng bào dân tộc Chăm phải không ta? Không, không có dân tộc Chăm ở đây, dân tộc Khmer. Sao con nghe cô nói tiếng là lạ. Khmer. Dạ dạ dạ. À, ở Chi Tô là dân tộc Khmer, bà con dân tộc Khmer. Dạ. 15 ngàn. 15 ngàn ha. Ở đây có người Chăm. Rồi, cảm ơn cô nha. Đó, đây là đại lý chiến dịch nha. Đại lý chiến dịch. Đây là gần cuối chợ các bạn. Ở đây hơi vắng xíu rồi. Bây giờ thấy cái đường này đi vô thì đa số là bà con bán rau củ quả trái cây này rất là nhiều. Cái cá thì ở đây ít các bạn. Con giải. Đó. Cô bán mít nè. Mít này là mít Thái hay không? Mới nhìn vàng vàng ngon quá trời ngon luôn à. Đó, lấy con nữa ký nha. Dạ. Đi chợ gặp mít màu vàng rất là đẹp luôn. Ở đây tới mùa mít hả cô? Ở đây tới mùa mít cơ. Mùa mít này. Này mít nhà. Mít nhà luôn hả? Ừ, mít nhà nhiều quá à, bán hết em đi bán. Ấy tao mua trái để đó đi. Mới để vô đó cát của em á. Mít này ký nhiêu hả cô? Đâu cái mít này hả? Dạ. Này ký 25 ngàn à. Ký 25 ngàn luôn ha. 15 ngàn luôn hết đi. Dạ. Ký 25 ngàn nha. Lấy không? Không, lấy con 15 ngàn thôi. Nhiều quá con ăn không hết. Rồi. Dạ. Cô nhét vô bọc này một con coi. Mít nhà nó ngọt phải không? Ừ, mít nhà nó ngọt mà nó không có mùi hết á. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Ở đây là mới tới giữa chợ chứ các bạn. Chợ này dài quá trời dài luôn. Và wow, nãy giờ là chỗ này là bán trái cây là nhiều nhất nha các bạn. Đó. Rất là nhiều trái cây luôn. Đó. Quá đẹp các bạn ơi. Ở đây đa số mình gặp bán trái cây là nhiều nha các bạn. Đó. Cái bơm này các bạn, đó, rất hấp dẫn luôn nha. Nho. Bên đây là bán gạo nè các bạn, đó, đủ thứ loại gạo luôn. Cô. Mình phải thăm cô cái. Đó. Rất là nhiều gạo nha cô. Dạ dạ dạ. Đó, đây bán, cô bán gạo nha các bạn. Gạo này ký nhiêu cô? Gạo này ký nhiêu? Nhiều giờ thứ lắm ha. Dạ các bạn. Dạ cái này có mấy triệu à. Dạ dạ.
Cái này bán gạo được không cô? Chậm ha. Dạ. Dạ dạ. Thấy chợ nào cũng tình hình vậy chứ cô. Mà cô thấy ở đây đông á. Sáng giờ thấy đông lắm. Dạ, nhưng mà chậm ha. Dạ. Ô, gạo đang đen là gạo gì cô? Nhíp than. Nhíp than thường dùng làm gì hả cô? Nấu xôi, nấu bánh. Ngâm rượu. Đó. Rượu nếp than. Dạ dạ. Ở đây là trên mỗi thao nó có số là một ký mấy ngàn đó hả cô? Mười lăm ngàn. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt nha cô. Rồi mình để đi vào bên trong nữa nha. Wow, đây bán bánh bía nhiều nữa các bạn. Dạ cô. Đó. Đây là mấy cô bán rau củ quả nha bạn. Ở trong chợ này đa số bà con đồng bào dân tộc Khmer nha các bạn. Bán rau củ quả. Gần cuối bên chợ bên kia. Gần cuối đường các bạn ơi. Đây là số bà con người dân tộc Khmer không ạ. Cô đi bán cái này mới ăn luôn kìa. Mình đi qua bên đây nha. Dạ. Đó các bạn. Đây là lạp xưởng đây. Đó. Mình đi vòng phía bên đây, mình đi ra ngoài phía trước luôn nha các bạn. Súp cua. Đó, đây là cửa hàng hoa các bạn. Gặp hoa là mình rất thích. Đó. Ở đây bán hoa rất là nhiều luôn nè. Đó. Ủa là hoa luôn. Hoa luôn. Mình đang quay hoa cho bạn xem nha. Đó. Đó bạn. Ở đây mình có thể đặt hoa luôn nha bạn, đặt hoa bó để mình đi đám hoặc là mua về nhà trưng nha. Đó, đây là bó hoa nè. Dép đi. Dép ới luôn anh ơi. Dép ới luôn. Ới quá ới rồi. Bữa nay em đang bán thịt heo bán được nhưng mà dép bán không được. Bây giờ ta nghĩ bằng dép không? Ta ăn không đó. Ờ ta ăn theo không mà. Ta làm biến đi, ta ít mua dép. Đó. Đó. Anh bán dép nha các bạn. Đi nhanh ra phía ngoài đường luôn nha bạn. Tại ở đây đường chặt lắm, mình đứng lại mình quay không có được. Nên mình sẽ đi dạo một vòng qua ra phía trước. Các bạn xem tổng quan ở đây thôi. Đó. Đại ly mắm. Dạ. Đó. Đây con mắm nè. Đó, đây là me dốt nha các bạn.
đủ thơ lơ mắm luôn. Đó, có đó, có đầy mũ chống ruồi. À, này có bán cá cóc các bạn. Cá cóc, này cá cóc hả chị? Đó. Nhìn em không biệt được cá cóc hoặc cá cày. Đó, ở đây có bán cá sông nữa nha các bạn. Quay ngừng lên quay cho các bạn xem cá sông. Đó. Cá thiểu nè. Cá sặc. Đó. Bên đây thì mình cảm giác như là ít người hơn bên kia các bạn ơi. Bên này đa số là bán quần áo với lại thức ăn là nhiều. Chầu. Đó, đây cô bán chầu nè các bạn. Lỡ mà gặp cái chầu nha. Cô bán chầu không cô? Cô bán chầu vậy là cô có ăn chầu không? À, không ăn. Không ăn ha. Ăn nó xay quá ăn được. Ủa nó ăn chầu xay nó hả cô? Xay á. Dạ. Ăn mà đậu cho miếng đầu tiên là xay dữ lắm. Mà dạ. Ăn thì quen mới được. Dạ. Đây, đây là cách cô têm một cái miếng chầu để ăn. Để đám cho ta. Dạ, têm sẵn hả cô? Dạ, têm này để đám. Dạ, đó, mình quay cho các bạn têm chầu nha. Đó. Cái mà hồng hồng mà gì là dâu hả cô? Dạ. Dạ. Đó các bạn. Cô rất là khéo luôn nè, gói cái miếng chầu rất là khéo. Đó, nhém chầu vô. Đó, nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Vậy đó bán chục hả cô? Cái đó tại phải 6 miếng là tại vì bán đám cho người ta thì mua chầu cầu cao nữa. Dạ dạ. Đó các bạn. Trắng trắng này là gì hả cô? Cái này là dâu ăn chầu. Dâu ăn chầu. Dâu màu hồng với dâu. Dạ. Dạ. Ai thích trắng thì ăn trắng, ai thích hồng thì ăn hồng. Dạ. Còn cái khô này là gì cô? Cái này cao khô này ta cũng ăn đó. Cao khô ha. Cao khô là cũng ăn chung với cao chầu luôn. Dạ. Thay vì mình không để cao tươi mình để cao khô ha. Cái này mình để cao tươi nè là đám nhiều rồi, ta thích ăn cao tươi thì nó ăn, còn dạ. Thích ăn cao khô tươi thì ăn cao khô. Dạ. Đó mà cô bán chầu cao nha bạn. Ở đây mình không thấy cái tiệm. 6 tỳ bán chầu cao các bạn. Đây là cái bảng hiệu của cô nha. Đó, có số điện thoại luôn. Cái gì các bạn lên liên hệ nha. Đó. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cuộc này bán chầu cao rất là nhiều lắm các bạn. Đó. Đó, đây là đại lý bán khô nha. À, bên đây thì mình thấy bán khô là nhiều nha các bạn. Bên kia thì bán củ quả, bên này thì bán khô, cá. Đó. Đó, đây là tép khô nè các bạn. Đây khô cá lóc. Khô cá lóc nhà làm. Khô cá lóc nhà làm. Khô cá lóc nhà làm thiệt hả cô? Dạ. Khô này khô nuôi hay là khô đồng ta? Khô nuôi. Khô nuôi ha. Giờ khô đồng là khó kiếm lắm các bạn. Dạ. Mắc nữa. Chè. Chè là chè nói tiếng chị đâu ha. Dạ. Dạ dạ. Cô Lê hả? Cô Lê. Cô Lê nói tiếng với chị Tôn. Dạ, vậy mình ủng hộ cô hai bậc đi. Rồi, cảm ơn anh luôn. Đó bạn, đây, chè đậu xanh
nước đó, dừa đường cá, nước dừa đường thốt nốt. Chè này hả anh? Dạ lấy chè này nè. Chè này nha. Dạ bọc chè, chè bọc chè này với bọc chè viên. Chỗ em có cái bà bán chè bá rau hay lắm, chè đậu xanh nước cốt dừa đường cá trắng. Này vậy đi 2.000 nè. Không mà chè này ngon thiệt, anh em ngon phải ăn biết liền. Có tiếng trong đây luôn phải không? Dạ. Tiếng Huyện Chi Tôn. Dạ. Tên tiếng gì ta? Tên gì mới? Cô Lê, cô Lê. Cô Lê. Chè cô Lê. Chị của cô Lũ. Nữa. Cô Lê là chị của cô Lũ. Em cô Đào. Dạ các bạn. Xin gửi chị cô Hạnh à. Vậy là cô ở trên đi vòng vòng ở chỗ này là đồ ngon ngon không à. Dạ dạ mình nãy giờ thấy thấy đông quá, thấy đông quá cái em không có đứng lại nói chuyện. Tại tại vì chặt chỗ á chứ không phải là sợ. Dạ dạ rồi, cảm ơn, cảm ơn cô Lê nha. Đó bạn, đây là đặc sản đó nè. Đặc sản gì ta? Em cô Lê hả? Gọi đu đủ. Gọi đu đủ. Này là đu đủ dầm hả cô? Không, đu đủ tép với thịt anh. À, tép với thịt ha. Dạ, phải đu đủ dầm nha các bạn. Rồi, cảm ơn cô nha. Wow. Nấm cô Tư. Đó bạn, đây là nấm của cô Tư. Nấm của cô Tư bán. Chị nói nấm cô Tư bà quýnh chết à. Có cá chả hả cô Tư? Đó bạn, cá chả nè. Cá này cá gì hả cô Tư? Dạ đó. Cô Tư bán nấm chứ không phải là nấm của cô Tư. Mấy cô cười nè. Dạ cảm ơn cô Tư nha. Dạ không? Dạ cho một ly sâm đây chị bác đồ mát không à. Mát không hả? À, đồ mát đó. Dạ vậy cho con ly sâm đi. Ly sâm 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 vỏ. Sâm vỏ đây nặng ly 10.000. Dạ ly 10.000. Cho con miếng đá vô luôn nha. À chị cho nước đá vô, con ăn nước dừa, chị cho nước dừa nè. Dạ. Đó là đại dương nước dừa, cho nước dừa. Miếng thôi cô. Để cho viên bọc nè. Dạ dạ. Dạ. Nó các bạn. Đó, về đây thì mình sẽ gặp rất nhiều bánh đặc trưng của miền Tây nha. Như là bánh lọt nè. Đó. Ủa này là sâm bố lượng hả cô? Này là sâm bố lượng. Sâm bố lượng. Chè Thái. Đó. Chè nhập khẩu từ bên Thái nha các bạn. Đó. Đây là sâm lạnh nè. Sâm lạnh đúng rồi. Sâm lạnh rồi hộp é. Hộp é, mũi gòn cơ má. Sâm này là mình khéo lắm mới dò được nghe cô. À, khéo xe máy á, này xe máy không à. Máy không ạ? À? Xe máy giờ mới được chứ không có dò tay nữa đâu bây giờ. Dò tay là nó thành công nó thấp hả? À đúng rồi, xe máy nó sạch sẽ hơn. Dạ. Rồi, mình sẽ cho tiền cô 10.000. Rồi, cảm ơn cô nha cô. Dạ. Rồi các bạn. Dạ. Đây là cái chợ mà dài nhất mình từng đi các bạn. Dài thòn. Đó, đây là tới khu vực bán cá rồi đó. Cá chả. À, mình gần đi tới ngoài đường các bạn, ra ngoài đường rồi. Đó. Đó. Ở khu vực này bán cá không ơi. Ở đây trời mưa nên đường hơi dơ xíu. Hải sản. Và cua đây bạn. Cua viên thao to luôn, cua đồng nha các bạn. Quay gặp cái mưa kìa. Dạ em quay một lát là bán hết thao luôn nha. À, cô bán cua đồng. Cái đồ hồng nó đồng xe xéo vậy, cái đồ hồng nè.
đó, hai bên là bốn thao cua đó bạn, bốn thao cua đó bạn. Rồi mình đã ra tới ngoài trời các bạn. Vừa rồi mình đã quay cho tất cả mọi người cùng xem hoàn cảnh của chị Tôm vào buổi sáng nha các bạn. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Đó, các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video về đời sống cũng như là cảnh đẹp của An Giang của mình. Đó, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Đó, mình quay lại cả các bạn cùng xem nhà lập chợ Chi Tôm.